3 ngày đầu tháng 12 âm lịch, tuổi này phép cạn lộc trời, trùng số độc đắc, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, vậy là chỉ còn một thời gian ngắn nữa là chúng ta sẽ bước sang một năm mới Tân Sửu 2021. Quãng thời gian ngắn ngủi nhưng lại vô cùng quan trọng. Và ai ai cũng cầu mong vận may sẽ đến với mình, dù là không để một bước trở thành đại gia, thì cũng mong một cuộc sống hết nghèo, hết khổ. Cầu được ước thấy, xem tử vi 12 con giáp trong 3 ngày đầu tháng 12 âm lịch, có con giáp này có vận số cực kỳ may mắn, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Vậy trong thời điểm 3 ngày đầu tháng 12 âm lịch, con giáp nào sẽ là những con giáp may mắn nhất được hưởng lộc trời ban? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát đi tìm hiểu xem đó là con giáp may mắn nào trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng của công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Tuổi Hợi có lẽ là con giáp may mắn trong số 12 con giáp. Bởi tháng 11 đen đủi vừa qua, bước sang tháng 12 âm lịch, bản mệnh như bước sang trang mới, gặt hái được thành công trên nhiều lĩnh vực, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sự thành công đó chủ yếu là do bản mệnh đã cố gắng dựa vào sức của chính mình, còn may mắn chỉ là một trong những yếu tố thúc đẩy. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Một trong những phương diện đạt được thành tích xuất sắc nhất của người tuổi Hợi chính là sự nghiệp. Thời điểm cuối năm âm lịch này, bạn được tận hưởng thành quả mà mình đã bỏ ra trong suốt một năm vừa qua, đồng thời còn được tiếp xúc với những cơ hội thích hợp để khẳng định điểm mạnh của mình, tạo điều kiện để được thăng chức, tăng lương. Tam hội tác động tích cực giúp cho các mối quan hệ xã giao của bản mệnh đều phát triển thuận lợi. Bên cạnh việc nhận được sự ủng hộ, yêu mến của mọi người, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Quý nhân sẽ chỉ ra cho bạn những định hướng đúng đắn cho tương lai. Nguyên lệnh lâm thai còn cho thấy bạn là một người luôn nhiệt tình trong công việc, ham thích tìm tòi, nghiên cứu. Nhờ tinh thần ấy mà bạn nhanh chóng tiếp thu được kiến thức, sẵn sàng đối diện với thử thách để bứt phá vươn lên. Tuy nhiên, bạn cần phải kiên định với mục tiêu của mình, không nên nhẹ dạ cả tin, không nên ham vui, bỏ dở công việc giữa chừng. Các cát tinh Nguyệt Mã và Thiên Vu cũng đem đến không ít may mắn cho người tuổi Hợi. Quan trọng là bạn phải nhạy bén nắm bắt thì sẽ đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt với những người đang theo đuổi con đường công danh thì đây là những cơ hội quý mà bạn không thể bỏ qua. Cuối năm chính là cơ hội để bạn bứt phá vươn lên. Để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội trong thời điểm này thì người tuổi Hợi nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc, vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an. Thứ hai, về mặt tài lộc. Xem tử vi tháng 12 âm lịch tuổi Hợi cho thấy tài lộc của bản mệnh có những bước phát triển đáng mừng trong 3 ngày đầu tháng. Bạn có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn mà chính bạn cũng không ngờ tới. Vì thế dù có vất vả cũng hãy không ngừng cố gắng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Hơn nữa, nhờ có quý nhân tam hội giúp đỡ, bạn tiếp xúc được với nhiều khách hàng, đối tác có triển vọng. Đôi bên hợp tác tốt đẹp nên lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần. Không chỉ ở thời điểm hiện tại mà tương lai, bạn cũng nên giữ quan hệ với họ để đôi bên tiếp tục cùng phát triển. Sinh mã cho thấy bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều trong lúc này,
đặc biệt là với những ai làm nghề kinh doanh, buôn bán hoặc bất động sản, vận tải đường dài. Bạn sẽ cảm thấy khá mệt mỏi, thậm chí phải luôn chân, luôn tay làm việc. Song đồng lương và tiền thưởng chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng mỗi ngày. Ngoài ra bản mệnh vốn là người thông minh, nhanh trí, vì thế bạn có thể tìm ra những hướng phát triển mới mẻ cho mình hoặc công ty, doanh nghiệp của mình. Có thể hiện tại bạn chưa đạt được mức lợi nhuận quá lớn, nhưng điều đó hoàn toàn khả thi trong tương lai, chỉ cần bạn kiên định với con đường mà mình đã chọn. Những người làm công ăn lương cũng nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng với công sức lao động của mình. Thậm chí có một số người được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, giúp cải thiện cuộc sống không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Để kích hoạt tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi được những hung tinh, hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Bên cạnh đó, vòng sẽ giúp bạn bằng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Hợi khá ổn định trong suốt thời điểm này. Nhiều tin mừng liên tiếp xuất hiện khiến cho bạn cảm thấy mình luôn tràn trề sức sống, đầy động lực và bắt đầu một ngày mới. Những người có bệnh dường như cũng thấy khỏe ra khi được đón nhận nhiều tin vui. Hãy chú ý rèn luyện sức khỏe để có một cơ thể năng động và khỏe mạnh, có chế độ sinh hoạt khoa học và ăn uống hợp lý. Cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn thực hiện tốt công việc, đồng thời cũng giảm bớt rất nhiều lo âu và gánh nặng trong cuộc sống. Khi di chuyển đường xa, bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, không nên làm việc khi cơ thể đã quá mệt mỏi để tránh những chuyện bất chắc có thể xảy ra. Việc kiếm tiền và thăng tiến đúng là quan trọng, nhưng điều đó không đủ để đánh đổi cho sức khỏe của bạn. Quý vị thân mến, không phải con giáp nào cũng may mắn được như tuổi Hợi vừa bước sang năm mới có thể thay đổi. Còn với những con giáp đen đủi thì bước sang tháng mới lại gặp phải một vận hạn khác, mà không chỉ trong thời điểm này mà cả tháng cuối năm đều đen đủi. Vậy đó là những con giáp kém may mắn nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Tuổi Thìn. Tháng 12 âm lịch cũng là khoảng thời gian đầy khó khăn đối với những người tuổi Thìn. Tưởng rằng đây có thể là lúc bản mệnh gặt hái thành quả sau cả một năm cố gắng. Nhưng trên thực tế, bạn vẫn phải giải quyết rất nhiều vấn đề bất chợt xảy đến. Dưới tác động của cục diện Sửu Thìn tương phá, công việc của bạn không tiến triển suôn sẻ được như mong muốn. Thời điểm này, cần chú ý đề phòng kẻ tiểu nhân, ghen ăn tức ở, đố kỵ với những thành quả mà bạn gặt hái được, ngấm ngầm giở trò khiến bạn gặp phải nhiều rắc rối. Rơi vào tình huống như vậy, bạn cần kiên định với lập trường của mình, chớ nên nóng giận, nông nổi, lạc mất phương hướng, kẻo công lao cố gắng suốt bấy lâu, đổ sông, đổ bể. Tình hình tài chính vì thế không có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực trong tháng này. Tương phá khuyên bạn nên giữ gìn tốt tài sản của mình, chớ nên đầu tư một cách quá vội vã, dễ rơi vào tình trạng hao tài, tốn của. Thời điểm cuối năm có điểm phá dỡ nhà cửa, xây sửa mộ phần cũng khiến bạn tốn kém một khoản nhất định. Tuy nhiên, nên có kế hoạch chi tiêu và đầu tư hợp lý. Thiên Đức vẫn cho bạn những cơ hội phát tài nhỏ. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Thìn, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng khá ảm đạm. Các cặp đôi thường xuyên mâu thuẫn với nhau vì những ý kiến bất đồng. Nếu cứ cứng đầu cứng cổ, không ai chịu nhường ai thì tình cảm rất dễ rạn nứt. Trong gia đình, anh chị em cũng thường xuyên mâu thuẫn với nhau, cha mẹ và con cái chưa thực sự thấu hiểu và lắng nghe nhau nên dễ gây bất hòa. Sức khỏe của bản mệnh cũng có dấu hiệu suy giảm dưới tác động của áp lực cuộc sống. Bạn thường xuyên cảm thấy lo lắng, thậm chí là đánh mất phương hướng, cơ thể dễ cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Nếu muốn thoát khỏi tình trạng này, trước hết bạn cần phải học cách suy nghĩ cho tích cực. Bên cạnh đó, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. 2. Tuổi Ngọ.
Xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Ngọ, đây là khoảng thời gian hung cát đan xen đối với những người tuổi Ngọ. Sau đó, dù gặp khó khăn, bản mệnh cũng trở nên nản chí, bởi chỉ cần cố gắng, bạn chắc chắn sẽ vượt qua. Đồng thời, dù có đạt được thành công, bạn cũng chớ vội mừng, kẻo sự lơ là sẽ đẩy bạn vào nhiều rắc rối bất ngờ. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện xử Ngọ tương hại gây ra cho bạn không ít biến cố. Bản mệnh sẽ phải làm việc vất vả, nhiều việc đổ dồn lên đầu khiến bạn luôn cảm thấy tất bật, song kết quả chưa chắc đã hoàn hảo được như mong muốn. Nên lưu ý rằng nếu bạn cứ nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, tinh khí thay đổi thất thường thì lại càng dễ vướng phải những khó khăn. Nếu bạn có thể bình tĩnh và lạc quan đối diện với vấn đề thì mọi chuyện sẽ dần dần được khắc phục. Trên phương diện làm ăn kinh doanh, bản mệnh nên cẩn trọng trước khi đưa ra các quyết định, nếu không sẽ rơi vào cái bẫy của cái xấu. Thời điểm cuối năm này nên hạn chế đầu tư mạo hiểm, tốt nhất là cầm chắc những gì mình đang có, chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn trong năm mới. Còn với những người làm công ăn lương, chỉ cần cố gắng hết sức mình thì các cát tinh như lâm quan, tử vi sẽ giúp bạn có một nguồn tài chính ổn định, không lo vận hạn. Còn trên phương diện tình cảm sẽ có nhiều biến chuyển tích cực vào khoảng thời gian này đối với người tuổi Ngọ. Dù công việc vất vả, phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng bên cạnh bạn luôn có những người chia sẻ, tâm sự. Hai người có thể cùng nhau khắc phục những vấn đề của cuộc sống, đồng thời khiến tình cảm càng thêm bền chặt. Hơn nữa, dưới tác động của ngũ hành tương sinh, người độc thân cũng dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới, có cơ hội đến với những đối tượng triển vọng. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân luôn ganh ghét, rình rập xung quanh. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời điểm cuối năm. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!